nghĩa tình, mỹ thứ, cùng chung tay dựng xây cuộc sống mới. Vào chiều ngày 20 tháng 4, câu lạc bộ hội đồng đội huyện An Minh đã có buổi đến thăm và trao tặng số tiền hỗ trợ xây nhà mới trị giá 20 triệu đồng đến gia đình em học sinh nghèo Dương Thị Thảo Vi tại ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh. Em Dương Thị Thảo Vi hiện tại là học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Vân Khánh Đông. Em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ em đều không có nghề nghiệp ổn định, không làm gì ra tiền lo cho con ăn học, và nhà ở thì rách nát, không nơi trú ngụ, mưa thì dột ướt hết, đất thì ông bà ngoại cho với chiều ngang 10m và chiều dài 14m. Đây là căn nhà của em Dương Thị Thảo Vi, là học sinh trường trung học cơ sở Vân Khánh Đông. Gia đình em thuộc diện gia đình khó khăn. Riêng bản thân em thì học tập khá nhiều năm liền. Và hôm nay thì câu lạc bộ của hội đội huyện An Minh đã đến thăm và trao tặng số tiền là 20 triệu đồng đến em và gia đình. Và hiện tại thì căn nhà đã được thi công, dự kiến đầu tháng 5 sẽ hoàn thành. Hôm nay con thấy sức khỏe thế nào? Dạ, thấy cũng khỏe. Cái giấc mổ của con á, hôm nay là thấy nó còn đau không? Được không? Không. Bây giờ con mẹ nói là sáng giờ con bị bệnh đúng không? Dạ. Sáng giờ có đi học không? Dạ, sáng xin cô nghỉ. Bây giờ khỏe chưa? Dạ khỏe. Em mổ cái gì chị hả? Mổ bốn tử cung. Mổ à? Rồi. Hôm nay á là cô đại diện chỗ câu lạc bộ hội đội huyện. Là đến là hôm trước đó là cô cùng với mấy thầy trong câu lạc bộ là đi là khảo sát và chọn chỗ nhà của con. Là hôm nay cô xuống là cô trực tiếp là cô trao là số tiền là 20 triệu. Cái nguồn này là cũng từ các quỹ mà mấy em học sinh trên toàn huyện mình đóng nhà. Chắc con cũng có đóng không đó không? Hay là con hộ nghèo thì không có, mình không có đóng mình được miễn, thì mấy em mình đi học có đóng góp vô. Thì hôm nay cô trích từ quỹ đó là 20 triệu để hỗ trợ cho con một phần này, để cho con cắt căn, cho cha mẹ con cắt căn nhà, để là có chỗ cho con cho nắng cho mưa để học. Thì cũng cái này là cũng tấm lòng của mấy em, mong là con nhận và cố gắng học tập và điều trị bệnh ha. Thầy cũng đại diện cho giáo viên nhà trường thì cũng đi vận động quyên góp các nhà mạnh thường quân ở xã Vĩnh Khánh Đông được 3 triệu, thì bữa nay thì thầy cũng trao cho con để cho cha mẹ con làm căn nhà cho con ở để học tập cho giỏi. Dạ, em xin thay mặt gia đình cảm ơn các chú mạnh thường quân, các thầy cô giáo và các anh chị. Chào chị tên là gì ạ? Dạ em tên Nguyễn Thị Ly. À, chị là mẹ của bé phải không ạ? Dạ, bé Ly. À, hiện tại thì sau khi bé mổ xong thì tình trạng sức khỏe của bé như thế nào? Dạ thì cũng bây giờ thì cũng ổn định, mà không biết sau này sao. Bây giờ thì cũng không nghe gì, cũng mà sau này không biết sao nữa. Bây giờ thì bé mổ đó, mà tại vì bé vô thuốc á cho nên nó bị tăng cân, nó hơi bự ra, hơi lớn ra. Vậy trước khi mổ bé bao nhiêu ký và hiện tại bây giờ bé bao nhiêu ký chị biết không? À, dạ biết. Lúc kêu mổ bé có 42 ký mà bây giờ mổ bé 54 ký. 54 ký. Rồi mình có liên lạc với bác sĩ để mình hỏi vì sao tăng cân như vậy không? Dạ không có liên lạc. Không liên lạc hả? Dạ, vì sao mình không liên lạc? Không có xài điện thoại. Rồi, chị ơi cho em hỏi là theo như em được biết á là sau khi mình mổ xong mình phải đi tái khám nhiều lần. Dạ. Thì hiện tại bây giờ cái buổi lần tái khám tiếp theo là khi nào ạ? Mà hồi trong tháng 12 trong Tết á, mà chưa có tiền đi tái khám, để tới giờ nó qua sang năm đây nè. Dạ, như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến em đó. Thì em nghĩ là chị cũng cần phải cố gắng để mình có được một cái khoản cho em chị nha. Dạ. Rồi. Em cảm ơn chị nhiều. Dạ.